Chào mừng tất cả các anh chị em tham gia vào chương trình huấn luyện của S69, hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam. Tôi là Huy Cường, đến từ quận Long Biên, thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về niềm tin và tại sao chúng ta lại tin vào cái ngành kinh doanh này, và tại sao ngày hôm nay có rất là nhiều những con người đang nhiệt huyết, đang rất là đam mê cùng với chúng ta để hợp tác và phát triển. Vậy thì kinh doanh theo mạng nó có cái điều gì tuyệt vời, và kinh doanh theo mạng nó đã thay đổi cuộc đời của rất là nhiều người như thế nào, và trong đó có tôi. Trước kia thì tôi làm phóng viên và biên tập viên của Báo Nhân Dân từ ngày mùng từ năm 1998 đến hết năm 2007, và sau đó thì tôi sang Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phụ trách PR và marketing. Tuy nhiên đó là những cái công việc rất là tốt, và những cái công việc đối với lại một cái cơ quan nhà nước hay là đối với lại một cái doanh nghiệp nhà nước làm công ăn lương, thì tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái nơi mà có thu nhập rất là ổn định và cũng rất là tuyệt vời, cũng là niềm mơ ước của rất là nhiều người. Tuy nhiên thì tại sao tôi lại thay đổi, và tôi biết đến kinh doanh theo mạng từ năm 2010, tháng 4 năm 2010 thì tôi được một người anh, chính là anh Phạm Hữu Minh, trước kia là cục trưởng cục xúc tiến du lịch, anh ấy chia sẻ cho tôi. Và nó đã làm, đó là một cái bước ngoặt thay đổi hoàn toàn tất cả mọi thứ, từ tư duy, từ cuộc sống. Tuy nhiên nó cũng đã trải qua rất là nhiều thăng trầm, nhưng đó là những cái năm tháng thực sự tuyệt vời. Và cũng sau hơn 5 năm làm kinh doanh theo mạng thì thực sự bây giờ tôi mới tốt nghiệp trường đại học kinh doanh theo mạng. Nói đến kinh doanh theo mạng nó rất là tuyệt vời, mà tại sao một cái ngành mà báo chí nói đến về nó và tại sao có rất nhiều người nói đến nó rất tuyệt vời, nhưng mà thông tin nó lại trái chiều, thông tin nó rất là khác nhau. Và ngày hôm nay nếu như chúng ta ai đó, anh chị nào đó cùng tham dự cái chương trình webinar này, và sau này nghe chương trình webinar này lại trên YouTube, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ hiểu được thực sự kinh doanh theo mạng nó như thế nào, và những cái hình thức na ná với nó ra làm sao, thưa các anh các chị. Thế thì từ cái câu chuyện bản thân của tôi muốn chia sẻ để các anh các chị phần nào thấy được cái giá trị của cái ngành kinh doanh này, phần nào chúng ta hiểu được cái ngành kinh doanh này. Cái thứ nhất là trên cái màn hình anh chị nhìn thấy bánh xe cuộc đời, đúng không? Trong cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều những cái giá trị. Bình thường thì người ta chỉ mong muốn đi làm việc, đó là kiếm tiền, rồi mua nhà, rồi mua xe, nhưng quên đi rất là nhiều những cái giá trị khác vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Và có rất là nhiều người mà kết thúc cuộc đời thì nhìn lại cái bánh xe cuộc đời, vẫn còn rất là nhiều những cái góc, những cái phần trong bánh xe cuộc đời mà không thực hiện được. Cái bánh xe cuộc đời đầu tiên đó là cái sự phát triển bản thân. Thì kinh doanh theo mạng, người ta nói đó là một ngành kinh doanh của huấn luyện và đào tạo, là ngành kinh doanh của rèn luyện, huấn luyện và đào tạo, và nó góp phần phát triển bản thân rất là nhiều. Trong những cái công việc khác trước đây của tôi, như tôi làm phóng viên và biên tập viên Báo Nhân Dân, hay làm phụ trách PR và marketing của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bản thân tôi chưa bao giờ làm MC, bản thân tôi cũng chưa bao giờ làm huấn luyện đào tạo, bản thân tôi cũng chưa bao giờ diễn thuyết, bản thân tôi cũng chưa bao giờ biết được một người thực sự làm chủ công việc kinh doanh, làm chủ chính bản thân mình là như thế nào. Đấy, nhưng mà từ khi bắt đầu làm kinh doanh theo mạng, bắt đầu cái sự tự tin, cái khả năng giao tiếp qua công việc nó cứ được rèn luyện, nó được rèn luyện, nó phát triển cách mạnh mẽ. Có rất là nhiều những cái thói quen tốt nó được hình thành, ví dụ như cái thói quen dậy sáng, cái thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, những cái thói quen đọc sách, vân vân, và rất là nhiều những cái phẩm chất tốt đẹp mà trước kia mình không để ý và mình cũng không có. Ví dụ như là làm quen với lại những cái sự từ chối và những cái sự phản đối trong cuộc sống. Ngày trước thì ví dụ như ai mà mình đề nghị, đề xuất một cái gì đó mà ai từ chối hoặc là người khác cười chê là cảm thấy nó rất là buồn phiền. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái phẩm chất đó, cái lòng dũng cảm, cái việc làm quen với những cái sự từ chối đó, nó đã được hình thành trong bản thân tôi. Cái phát triển bản thân nó đánh giá còn rất là nhiều những cái khía cạnh khác mà chúng ta cũng không thể có thời gian có thể chia sẻ được hết. Tuy nhiên, Robert Kiyosaki ông có nói là
Tại sao mà ông lại khuyên là ngành kinh doanh thương mại? Bởi vì cái quan trọng nhất của một cái nhà kinh doanh ấy là thay đổi từ những thứ bên trong bản thân rồi ra bên ngoài. Và ngành kinh doanh thương mại nó là một cái ngành kinh doanh của huấn luyện đào tạo, cho nên nó sẽ phát triển con người. Nếu như ai đó làm việc và học tập một cách thực sự nghiêm túc, làm chủ chính mình, chiến thắng chính bản thân mình, thì cái sự tăng trưởng bản thân sẽ hàng ngày được tăng trưởng, được tăng trưởng, được tăng trưởng, và đến một lúc nào đó chúng ta còn không thể nhận ra chính mình nữa. Các anh các chị cứ làm cái ngành này, đặc biệt là với hệ thống S69, cứ sau 1 năm mà chúng ta nhìn lại bản thân mình, thì bản thân tôi cũng vậy, cứ sau 1 năm tôi nhìn lại cái con người của tôi cách đây 1 năm là thấy không thể chấp nhận được. Có nghĩa là gì? Cái quá trình tăng trưởng và hoàn thiện bản thân nó ngày một tốt hơn. Và người ta cũng nói rằng là cái sản phẩm cuối cùng của cái ngành kinh doanh theo mạng này, nó không phải là mấy cái thực phẩm chức năng, hay nó cũng không phải là mỹ phẩm, mà cái sản phẩm cuối cùng của cái ngành kinh doanh theo mạng này đấy chính là cái con người tiến gần tới sự hoàn thiện. Và cái việc phát triển bản thân nó cứ ngày hàng ngày mỗi ngày nó sẽ tích lũy, bồi đắp một chút, bồi đắp một chút. Đấy là một trong những cái điều mà tôi rất là thích thú khi mà tham gia vào kinh doanh theo mạng và khi mà làm cái ngành kinh doanh này. Trước kia làm nhà báo cũng như làm dầu khí thì cứ sáng đi làm rồi ăn trưa rồi lại tối về, mình cũng không biết cái ước mơ của mình là gì, mình cũng không biết cái lý tưởng sống của mình là gì, và mình cũng không biết là mục đích cuộc đời mình sinh ra trên cuộc đời này để làm cái gì. Tuy nhiên từ khi làm kinh doanh thương mại, và đặc biệt là sau một cái quá trình bắt đầu năm thứ hai thứ ba trở đi, bắt đầu mình sẽ hiểu rõ được cái ước mơ thực sự, hiểu rõ được cái lý tưởng sống thực sự của mình, hiểu rõ được cái khát khao, cái mong muốn cháy bỏng mà nó có những cái đích cuộc đời 5 năm, 10 năm, và đến cuối cùng cuộc đời này mình sẽ đi đâu về đâu, thì đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Và khi mình cái ước mơ của mình nó rõ ràng, mục đích nó rõ ràng, mục tiêu sống rõ ràng, cuộc sống nó có ý nghĩa, thì mọi thứ nó bắt đầu thay đổi và cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Đấy, đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là về sức khỏe. Sức khỏe là tài sản quan trọng nhất của đời người. Khi mà có sức khỏe, người ta có hàng vạn các cái mong muốn khác, nhưng mà khi không có sức khỏe thì cái điều mong muốn duy nhất đấy là sức khỏe. Thế thì ngày xưa bản thân tôi cũng vậy, và chúng ta cũng từng trao đổi với nhau rất là nhiều, nói là sức khỏe nó rất là quý như vậy, nhưng mà mình phung phí, mình lãng phí và bị thoát vị đĩa đệm thì cũng không biết cái giải pháp nào khác. Nhưng mà chính kinh doanh theo mạng nó đã giúp cho mình, bác sĩ tốt nhất là chính mình, nó giúp cho mình được làm chủ được chính cái sức khỏe của mình, và đấy là một cái điều vô giá. Bởi vì khi có sức khỏe chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ. Trước kia tôi thường xuyên bị xoang, bị viêm họng, bị dạ dày mãn tính, thì ngày hôm nay tất cả những thứ đó nó giải phóng. Trước kia tôi không hiểu sức khỏe là gì, thì ngày hôm nay tôi đã hiểu được và làm chủ được chính sức khỏe của mình. Không những vậy mà giúp được những người thân yêu của mình đang bảo vệ sức khỏe và đi giúp đỡ những người khác. Tiếp đến cái bánh xe cuộc đời tiếp theo đó là cái vòng tròn về sự nghiệp. Thì ngày xưa thì tôi cứ nghĩ rằng là một cái sự nghiệp đấy là một cái công việc thì chỉ đi kiếm tiền, rồi có nhà, rồi có xe. Nhưng mà cái sự nghiệp ấy, và nó bị giới hạn về mặt không gian. Có nghĩa là nếu như muốn thực sự phát triển mở rộng, thực sự muốn tự mình quyết định được cái sự nghiệp của mình thì không thể. Nhưng mà đối với lại kinh doanh theo mạng, và đặc biệt là với tư vấn viên của tập đoàn Sức khỏe Siberia, thì nó không có bất kỳ một cái sự giới hạn nào cả. Và cái sự nghiệp ngày hôm nay bản thân tôi đang xây dựng, nó không những là cái sự nghiệp cho chính mình, mà cái sự nghiệp này nó còn có thể thừa kế lại cho những thế hệ hậu sinh của mình, và đấy là một điều rất là tuyệt vời. Ví dụ như trước kia tôi làm tập đoàn dầu khí, nếu như có lên cái vị trí cuối cùng như là chủ tịch tập đoàn, thì khi nghỉ hưu mình cũng không thể thừa kế được cái ghế đó cho con cái của mình. Tuy nhiên thì đối với lại khi mà xây dựng hệ thống kinh doanh ở tập đoàn Sức khỏe Siberia thì nó sẽ hoàn toàn khác về mặt tài chính. Làm công ăn lương đương nhiên rồi, nó bị giới hạn về tài chính. Mình muốn tăng làm sao lên 10, lên cứ sau 1 năm lên 10 triệu, thêm 20 triệu, đấy là điều không thể. Bởi vì sao? Bởi vì nó có trần và người ta cũng không thể trả cao cho mình được. Nhưng với kinh doanh thương mại, và đặc biệt với tập đoàn Sức khỏe Siberia, thì nó không có một bất kỳ một cái giới hạn nào cả, nó không có trần về giới hạn về tài chính, và đó là một cái điều rất là thích thú. Và ngày hôm nay sau 17 tháng
9 ngày hợp tác với tập đoàn sức khỏe Simri, và trong 17 tháng đó thì nó đã có những cái tháng thu nhập nó đã gấp gần 9 lần so với tập đoàn dầu khí, và đó là một điều hết sức là tuyệt vời. Nhưng tất cả nó mới chỉ là bắt đầu các anh các chị ạ, tất cả nó mới chỉ là bắt đầu, bởi vì ngày hôm nay thực sự Simri, thực sự con đường kinh doanh theo mạng của chúng ta, của cá nhân tôi, nó mới thực sự là bắt đầu. Về các mối quan hệ thì đương nhiên trong cái công việc truyền thống, ví dụ như làm nhà báo, thì đấy, đó là một cái nghề cũng có thể xây dựng quan hệ rất là tốt, hay là trong làm PR marketing của tập đoàn dầu khí cũng vậy. Tuy nhiên mà bước vào làm kinh doanh theo mạng thì các mối quan hệ này chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được các cái mối quan hệ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta thích chơi với ai là quyền của chúng ta, chúng ta thích làm việc với ai là quyền của chúng ta. Và trong hệ thống thì có rất là nhiều những thành phần, từ doanh nhân, từ bác sĩ, từ tiến sĩ, vân vân, rất là nhiều kỹ sư, đủ mọi thành phần. Và chúng ta có những cái mối quan hệ rất là tuyệt vời, rất là tốt đẹp từ Bắc vào Nam. Và không như vậy, nó còn chúng ta có thể mở rộng các cái mối quan hệ này ra khỏi biên giới Việt Nam, vòng quanh thế giới, bởi vì nó không có một cái sự giới hạn nào cả. Và đó là cái điều mà hết sức là tuyệt vời. Thế còn cái điều mà tôi thích thú nhất và đặc biệt nhất khi làm kinh doanh thương mại như tôi vừa chia sẻ, có nghĩa là gì? Chúng ta không bị bắt phải làm việc với một cái người nào đó mà chúng ta không thích. Chúng ta đi tìm những cái đối tác của mình, thế thì chúng ta hoàn toàn được quyền lựa chọn đối tác ai đó mà chúng ta cảm thấy thích, ai đó mà cùng lý tưởng, cùng những giá trị sống, thì chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Còn nếu như không cùng lý tưởng, không cùng giá trị sống, thì đương nhiên, bởi vì sao? Bởi vì nó là chúng ta hoàn toàn được tự do quan hệ. Đấy là một trong những cái điều mà hết sức tuyệt vời. Và ngày hôm nay cái các cái mối quan hệ từ cái ngành kinh doanh theo mạng này, nó đã giúp tôi mang lại càng ngày những cái mối quan hệ với những con người thực sự tuyệt vời, những cái người có tư duy phát triển, những con người có tư duy thăng tiến, những con người sống có ước mơ, có khát vọng, có hoài bão, và những con người có những cái đẳng cấp trí tuệ rất là tuyệt vời, rất là hiểu biết. Thế thì còn tiếp theo, đó là những cái đóng góp cho xã hội. Ai cũng mong muốn không những là giúp đỡ bản thân mình mà còn đóng góp được cho xã hội. Nhưng mà có những cái công việc nếu như chúng ta làm mà nó bị trần giới hạn, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có thể chỉ có cơm áo gạo tiền cho chính bản thân mình thôi, nhưng mà cho những cái đóng góp cho xã hội thì rất là khó. Thế thì giống như cái sứ mệnh và cái lý tưởng chúng ta vẫn chia sẻ với nhau, đó là góp phần chấn hưng sức khỏe dân tộc và khai sáng tiềm năng con người, thì ngày hôm nay mình đã góp một phần, đó là bảo vệ sức khỏe cho người khác, góp một phần giúp những người khác có tư duy, có suy nghĩ một cách đúng đắn và làm chủ được sức khỏe của mình, và có những cái giải pháp tuyệt vời nhất để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, đó là đóng góp cho xã hội. Cái thứ hai, đó là mình tạo ra, chúng ta cùng nhau tạo ra một cái hệ thống để giúp cho bất kỳ ai vào đây có ước mơ, có lòng tốt và sẵn sàng thay đổi bản thân, sẵn sàng học tập, thì có rất là nhiều những cái tiềm năng nó được khai sáng. Mà những con người đó ở trong những môi trường cũ, hoặc là trong đại học, hay là hoặc là trong bất kỳ một cái môi trường nào đó, họ không có cái khả năng, có những cái khả năng tiềm ẩn nó không được khơi gợi, nó không được phát huy. Thì ngày hôm nay bước vào cái hệ thống S69 thì những cái khả năng tiềm ẩn nó sẽ được khai sáng. Và về tâm hồn thì cái ngành kinh doanh này nó tuyệt vời vô cùng. Đó là gì? Người ta thường nói với nhau và chia sẻ nhau về những cái điều tốt đẹp. Người ta thường có những cái suy nghĩ rất là tích cực. Cho nên là sao? Con người sống nó càng ngày nó luôn luôn vui vẻ, nó rất là happy, nó rất là hạnh phúc. Và người ta chỉ mang đến cho nhau những cái thông tin tích cực, những cái điều tích cực mà thôi. Còn những thứ tiêu cực thì nó sẽ bị, những cái thứ tiêu cực nó sẽ bị gạt bỏ ra bên ngoài. Cho nên nó phát triển về cái phần tinh thần rất là tuyệt vời. Và nếu như chúng ta muốn đi giúp đỡ được nhiều người, hay bản thân tôi cũng vậy, muốn đi mang lại năng lượng, mang lại nhiệt huyết, mang lại niềm đam mê cho những anh em trong đội ngũ, những người đi cùng mình, thì đương nhiên cái việc mà phát triển về tinh thần, về tâm hồn nó ngày một tốt đẹp hơn. Cái vòng tròn tiếp theo trong cái bánh xe cuộc đời đấy là cái miếng về giải trí. Thế từ khi làm kinh doanh theo mạng trong hơn 5 năm qua, thì ví dụ như là cái giá trị về du lịch, thì tôi đã được đi New Zealand, được đi Brunei, được đi Pháp, được đi Nga 2 lần. Đó cũng là những cái giá trị rất là tuyệt vời. Mà trước kia trong làm nhà báo
hay là làm tập đoàn dầu khí. Nếu như mà muốn đi du lịch như vậy thì mình phải tự bỏ tiền ra, và nó không không thể có những cái chuyến du lịch đẳng cấp và miễn phí như vậy. Nhưng mà kinh doanh theo mạng nó đã giúp cho cá nhân tôi đã cái bánh xe cuộc đời ngày một hoàn thiện hơn, việc phát triển bản thân ngày một tốt hơn, sức khỏe được bảo vệ một cách vững chắc, ăn ngon ngủ kỹ, cái sự nghiệp thì nó không có giới hạn về mặt không gian. Tức là ngày hôm nay sự nghiệp nó đã trải dài, cái hệ thống nó đã trải dài từ Bắc vào Nam. Về tài chính cũng vậy, nó từng bước tăng trưởng ổn định, tăng trưởng ổn định, tăng trưởng ổn định, tăng trưởng ổn định, những cái dòng tiền nó cứ tăng trưởng ổn định, tăng trưởng ổn định. Và nếu như làm trong tập đoàn dầu khí, nếu chúng tôi nghỉ không có làm thì không có tiền. Nhưng ngày hôm nay do cái hệ thống nó vận hành, do cái cách thức xây dựng hệ thống nó mang tính bền vững, thì ngày hôm nay có những ngày mình bận, mình không đi làm vân vân, mình không phải xin phép ai, mà doanh số nó vẫn cứ tăng trưởng, lợi nhuận nó vẫn tăng trưởng, các mối quan hệ vân vân như tôi đã chia sẻ. Ngày một tốt đẹp bắt đầu có những cái đóng góp hết sức là tuyệt vời cho giá trị, cho xã hội này, đời sống tinh thần ngày một tốt hơn, và những cái tâm hồn, những cái chuyến du lịch sẽ sắp tới trong thời gian bắt đầu từ năm 2016 này, ít nhất một năm cá nhân tôi cũng sẽ có 2 chuyến đi du lịch nước ngoài cùng với lại tập đoàn sức khỏe Siberi. Thì đó là cái bánh xe cuộc đời mà cái ngành kinh doanh này nó sẽ tạo ra. Cái bánh xe này nó tròn hơn so với, không có nghĩa là những người làm công việc khác họ không đạt được những cái giá trị này, đương nhiên ai cũng có thể đạt được, nhưng riêng trong cái ngành kinh doanh này nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái giá trị này một cách nhanh nhất và một cách đúng đắn nhất, một cách tuyệt vời nhất. Cái tiếp theo đó là lịch sử hình thành và phát triển của kinh doanh theo mạng. Thế thì chúng ta biết rồi, cái ngành kinh doanh theo mạng này chúng ta đều nhớ đến cái câu chuyện nhà khoa học Kanren Bo. Ông đã có thời gian sống ở Trung Quốc, và trong cái chế độ tử giới thạch ấy, ông đã bị tống giam vào tù. Và có rất là nhiều người do trong cái điều kiện khắc nghiệt của nhà tù, họ không có họ ăn uống nó thiếu vitamin và khoáng chất, cho nên rất là nhiều người bị chết. Và bản thân ông ấy là một nhà khoa học, và ông ấy rất hiểu rõ cái vai trò, cái ý nghĩa của vitamin và khoáng chất. Vì vậy mà ông xin những cái người cai tù ấy bổ sung thêm cho ông ấy những cái thành phần rau khác nhau, và ông ấy cạo những cái rỉ sắt ở những cái đinh ông trộn lẫn với thức ăn. Và những cái người bạn tù của ông ấy nghe ông ấy thì trộn vào thức ăn thì đều sống, và còn rất là nhiều người do bị thiếu chất cho nên là dẫn đến cái chết ở trong nhà tù. Và sau đó thì ông ấy về nước Mỹ, và bắt đầu ông ấy từ cái ý tưởng đó ông ấy phát triển những cái sản phẩm vitamin của mình. Và năm 1934 thì ông thành lập ra cái công ty là Vitamin California. Và đây cũng là đánh đặt cái bước chân đầu tiên đối với lại thực phẩm chức năng cũng như là ngành kinh doanh theo mạng. Thế thì bắt đầu ông phân phối, ông đưa ông ấy từ cái ý tưởng là ông ấy, những cái người bạn của ông sử dụng những vitamin, ông ấy đặt một cái câu hỏi là tại sao mình không bảo những cái người bạn này chia sẻ cho những cái người khác, và từ đó thì mình đưa lại mình chi trả lợi nhuận. Và ông thấy là hiệu quả rất là cao, doanh số nó tăng lên một cách khủng khiếp và không mất một cái chi phí quảng cáo nào cả, và cũng từ đó cái ngành kinh doanh theo mạng này được hình thành. Và sau này ông ấy đổi tên, năm 1940 thì ông ấy đổi tên cái công ty Vitamin California đó thành Nutrilite Product. Và năm 1959 thì hai cái nhà phân phối rất là giỏi trong cái công ty Nutrilite của Kanren Bo, đấy là Rick DeVoe và Jay Vanandenberg, hai người này đã ra thành lập với công ty American Way, hay ngày hôm nay chúng ta biết đến, đấy là một công ty rất là nổi tiếng và một công ty lớn trên thế giới, đó là công ty Amway. Thế nhưng mà lúc đó ấy, thì môi trường pháp lý chưa có, và người ta còn cãi nhau, tranh cãi rất là nhiều về cái ngành kinh doanh này. Và năm 1975 thì chính Amway đã bước vào một cái cuộc đấu tranh về pháp lý, và phải mất gần 5 năm thì Hội đồng Liên bang Thương mại Hoa Kỳ năm 1979 mới chính thức công nhận là cái ngành kinh doanh này đó là một cái ngành kinh doanh thực sự hợp pháp, và họ phân biệt giữa kinh doanh thật và kinh doanh hình tham ảo. Và cái giai đoạn bắt đầu từ năm 1980 trở đi, đấy là một cái giai đoạn bùng nổ hàng loạt các cái công ty kinh doanh theo mạng ra đời. Và đặc biệt là sau này khi mà những năm cuối của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 thì cái ngành kinh doanh theo mạng nó thực sự bùng nổ, khi mà xuất hiện internet, xuất hiện
cái hệ thống máy tính và những cái smartphone vân vân. Thì ngày hôm nay kinh doanh theo mạng nó đã bước vào một cái sự phát triển rất là lớn, và tôi muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em về cái số liệu thống kê toàn cầu của Liên đoàn các hiệp hội bán hàng trực tiếp. Anh chị em có thể nhìn lên màn hình và chúng ta thấy đây là cái trang web, đây là cái thống kê về doanh số năm 2014 của hiệp hội của Liên đoàn các hiệp hội kinh doanh bán hàng trực tiếp trên thế giới, nó gọi là World Federation of Direct Selling Association. Thế là chúng ta nhìn vào cái vòng tròn, chúng ta sẽ thấy cái vòng tròn đầu tiên bên tay trái màn hình của chúng ta ấy, thì chúng ta thấy ngày hôm nay chiếm về mặt doanh số thì chúng ta thấy là châu Âu chiếm 17%. Cái khe vàng một tí xíu ấy, chúng ta thấy là châu Phi và Trung Đông thì kinh doanh theo mạng chưa có phát triển, chỉ chiếm có 1% doanh số thế giới. Chúng ta nhìn thấy cái mũi tên chỉ vào cái khe vàng ấy. Thế còn một cái khu vực mà chiếm phần lớn doanh số trên thế giới đấy chính là châu Á Thái Bình Dương, là chiếm 45%. Và Việt Nam của chúng ta nằm trong cái khu vực châu Á Thái Bình Dương, và châu Mỹ chiếm 37%. Và cái vòng tròn thứ hai chúng ta sẽ xem là 10 cái thị trường mà chiếm cái doanh số lớn nhất trong cái ngành kinh doanh theo mạng này. Đứng đầu đấy là thị trường Mỹ chiếm 19%, tiếp theo là thị trường Trung Quốc 17%, Nhật Bản 9%, Hàn Quốc 9%, Brazil 7%, Đức 5%, Mexico 4%, Pháp 3%, Malaysia 3%, Anh 2%, và các cái quốc gia khác còn lại chiếm 22%. Nhìn vào cái số liệu này chúng ta thấy điều gì? Kinh doanh theo mạng nó đã thực sự phát triển trên khắp thế giới, và đặc biệt là những cường quốc kinh tế trên thế giới, thì cái ngành kinh doanh này nó đã thực sự phát triển và nó đã chiếm một cái phần doanh thu không nhỏ trong cái lĩnh vực kinh doanh này, giống như là Mỹ, giống như là Nhật Bản, giống như là Đức, đấy là những cái nền, giống như là Trung Quốc, đó là những cái nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Và chúng ta hãy xem cái số liệu báo cáo của toàn ngành kinh doanh, tổng doanh số của cái ngành, các cái công ty của các cái nước mà tham gia vào cái liên đoàn hiệp hội bán hàng trực tiếp này, nó chiếm là 182 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng liên tiếp tăng lên 64% so với năm 2014, 6,4% năm 2014. Chúng ta quan sát một số nước để chúng ta sẽ thấy. Các anh chị chờ một chút, chúng ta sẽ thấy là ví dụ như là ở Thái Lan, đúng không? Nó ở gần gần phía cuối, chúng ta nhìn vào đất nước Thái Lan, ngay ở xếp ngay trên Việt Nam. Thế thì các anh chị chờ xíu. Cái cột hàng trên cùng chúng ta xem, tức là màu xanh ấy, màu mũi tên xanh đấy là tăng trưởng và mũi tên đỏ là giảm. Thế chúng ta sẽ quan sát là hầu hết phần lớn tất cả các thị trường doanh số đều tăng trưởng hết, rất là ít những thị trường doanh số giảm trong cái ngành kinh doanh theo mạng này. Ở Thái Lan, một cái đất nước mà kinh doanh theo mạng nó vào rất là lâu rồi thì giảm, năm vừa rồi giảm 4%, như ở Việt Nam của chúng ta tăng 3,4%, đúng không ạ? Chúng ta xem cái cột cuối cùng, đấy là cái số người đã tham gia vào ngành kinh doanh này, để chúng ta sẽ thấy là cái tiềm năng thị trường Việt Nam nó vô cùng to lớn. Thái Lan ngay trên Việt Nam, chúng ta biết là Thái Lan, dân số của Thái Lan là gần 70 triệu người, xấp xỉ 70 triệu người, thì có 11 triệu người tham gia vào cái lĩnh vực, cái ngành kinh doanh theo mạng này, tức là có mã số ở một công ty kinh doanh theo mạng nào đó. Thế chúng ta biết là có nghĩa là gì, cứ 7 người Thái Lan thì có một người có mã số ở một công ty kinh doanh theo mạng nào đó. Chúng ta xem phía cao lên một chút như Malaysia. Đấy, Malaysia năm vừa rồi tăng 8% về doanh số và có 4,3 triệu người, có 4,3 triệu người có mã số trong các công ty kinh doanh theo mạng. Chúng ta biết là dân số Malaysia là xấp xỉ 30 triệu người. À, tức là đúng rồi, có nghĩa là cứ 7 người, 8 người Malaysia, cứ hơn 7 người Malaysia cũng sẽ có một người có mã số trong các công ty kinh doanh theo mạng. Chúng ta quan sát một cái đất nước khác như là Singapore. Singapore chúng ta thấy một cái đất nước mà nó chỉ có 5
đến 6 triệu dân số mà có 405 người có mã số trong các công ty kinh doanh theo mạng, chúng ta thấy tỷ lệ rất là cao, phải không ạ? Thế còn Việt Nam của chúng ta thì sao? Việt Nam của chúng ta dân số trên 90 triệu người, nhưng ngày hôm nay mới có khoảng hơn 80 người mới có một người có mã số ở một công ty kinh doanh theo mạng nào đó. Chính vì vậy mà thị trường Việt Nam của chúng ta là một cái thị trường vô cùng lớn. Và đấy là một cái tin thực sự tuyệt vời cho những anh em mà đang tham gia vào kinh doanh theo mạng, và đặc biệt là những anh em tham gia vào hệ thống S69 là tư vấn viên của tập đoàn Sức Khỏe Severi. Bởi vì chúng ta đã từng chia sẻ là cái sản phẩm của chúng ta, cái cơ hội của chúng ta nó có một cái khả năng cạnh tranh tuyệt đối, đúng không ạ? Thế còn chúng ta xem những cái thị trường phát triển ở phía dưới, ví dụ như thị trường Mỹ, chúng ta xem Mỹ có 200.000 người làm kinh doanh theo mạng, chúng ta thấy một cái con số khổng lồ, đúng không ạ? À, thị trường Bắc Mỹ cũng trên 18 triệu người tham gia vào có mã số trong các cái công ty kinh doanh theo mạng. Và từ cái số liệu thống kê này nói lên điều gì? Từ cái số liệu thống kê này nó cho chúng ta thấy là gì? Một cái triển vọng vô cùng tốt đẹp. Thì dù những người ta có tranh cãi đi như thế nào đi chăng nữa thì cái quy luật của sự phát triển đó là đương nhiên, và cái gì nó tồn tại và nó phát triển nó đều có lý do của nó, và các anh em chúng ta thì đều biết với nhau rồi tại sao nó phát triển rồi, đúng không? Bởi vì nó giải quyết được những cái vấn đề, những cái tồn tại và những cái khó khăn của kinh doanh truyền thông, kể cả là kinh doanh nhượng quyền. Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại tiếp với lại cái slide của chúng ta để chia sẻ về những cái ưu việt của kinh doanh theo mạng. Thì nó có rất là nhiều những cái ưu việt so với lại kinh doanh truyền thống. Ví dụ như là không rủi ro. Nếu mà kinh doanh mà không rủi ro thì nghe thì rất là phi lý, nhưng mà với tập đoàn Sức Khỏe Siberi thì nó rất là có lý, đúng không? Bởi vì khi tham gia vào tập đoàn Sức Khỏe Siberi, chúng ta không cần nhiều vốn. Đối với cái số vốn, ví dụ như ai đó mà đầu tư hết một cái suất tích cực, là giả sử chúng ta không quay vòng được, chúng ta không nhượng được cho người tiêu dùng mà chúng ta sử dụng hết một cái suất tích cực đó khoảng 2 triệu 6 và chúng ta thu về 25%, có nghĩa là bản chất chỉ có 2 triệu thôi. 2 triệu, cái rủi ro lớn nhất đấy là gì? Chúng ta uống hết cái số sản phẩm đấy vào thì chúng ta khỏe lên, cho nên là gì? Kinh doanh không rủi ro. Cái thứ hai là không thất nghiệp. Chúng ta thấy xem những cái con số báo cáo thống kê của các doanh nghiệp, của các vân vân các nền kinh tế, thì cái việc thất nghiệp đây là một trong những cái vấn đề đau đầu của xã hội. Nhưng ngày hôm nay kinh doanh theo mạng thì chúng ta không bao giờ lo thất nghiệp, càng nhiều người càng tốt, và cái tốc độ quay vòng vốn vốn lưu động nó rất là nhanh và rất là cao. Có nghĩa là mỗi người quay vòng một ít nhưng mà tổng lượng quay vòng vốn trong vòng một tháng nó rất là cao. Tôi lấy ví dụ mỗi người chỉ cần quay vòng vốn 2 triệu sọc, 2 triệu thôi, mỗi người 2 triệu, nhưng mà 1.000 người chúng ta đã thấy doanh số bao nhiêu, hay là 3.000 người là tổng quay vòng vốn nó khoảng 6 tỷ một tháng, 5.000 người nó khoảng 10 tỷ một tháng. Và chúng ta cứ làm một cái phép so sánh với lại một cái công ty, một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc là một cái quán cà phê đi, ví dụ như cà phê cộng hay là cà phê hai lần đi. À, tôi giả sử như cà phê cộng là một cái quán, một cái thương hiệu rất là đông ngày hôm nay. Ví dụ như một ngày họ có khoảng 300 lượt khách. 300 lượt khách, mỗi người dùng dùng cao đi là khoảng độ 50.000. 3 nhân 5 là bao nhiêu? 3 nhân 5 là 15 triệu, tức là một ngày họ quay vòng vốn là 15 triệu. Một tháng 30 ngày nhân với 15 là 450 triệu, tức là tổng cái lượng quay vòng vốn một tháng của một cái quán cà phê cộng, chúng ta lấy ví dụ là 450 triệu. Thế chúng ta biết là chúng ta mới có xây dựng cái hệ thống mà doanh số hiện nay nó ổn định, từ anh Minh trở xuống ấy, doanh số nó quay vòng vốn ổn định một tháng là 2 tỷ. Tất cả nó mới chỉ là bắt đầu đó, mà 2 tỷ nó gấp mấy lần cái quán cà phê cộng, nó gấp 5 lần cái quán cà phê cộng, đúng không? Cho nên là chúng ta thấy cái tốc độ quay vòng vốn nó rất là cao, và tôi tin chắc là kết thúc năm nay thì tổng lượng quay vòng vốn tối thiểu một tháng nó cũng phải lên tới 10 tỷ. Thu nhập thụ động thì nó không có giới hạn. Đây là một điều rất là tuyệt vời, đúng không? Cứ hàng ngày khi mà hệ thống mạng lưới nó càng tăng, số người biết cách bán hàng, biết cách tuyển dụng người vào hệ thống để giúp mọi người, mỗi người quay vòng vốn ít đó, thì cái thu nhập thụ động do cái hệ thống chúng ta xây dựng lên nó tăng trưởng và nó không có bất kỳ một giới hạn. Chúng ta không phải quản lý điều hành giống đau đầu giống như kinh doanh truyền thống. Ví dụ một cái doanh nghiệp kinh doanh truyền thống có 5 đến 10 người hay 20 người là quản lý gặp vấn đề rồi, 30 người
50 người, 100 người là vấn đề quản lý rất là khó khăn, và mở rộng cái quy mô lên 400, 500 người đấy là một cái một bước phát triển tốt bậc. Nhưng với chúng ta, một cái hệ thống mạng lưới dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, 500, 1.000, 10.000, 100.000 người vân vân, thì hệ thống máy tính phần mềm nó hoàn toàn nó quản lý cho chúng ta, và đấy là một cái điều thực sự ưu việt. Làm chủ kinh doanh mà không phải quản lý thì đấy là một cái sự quá ưu việt đó. Rồi nó cũng không đòi hỏi kỹ năng kinh nghiệm kinh doanh, bởi vì tất cả những cái thứ này chúng ta sẽ chia sẻ với nhau bằng hết, bởi vì người ta nói là kinh doanh theo mạng là một cuộc cách mạng, vì bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử loài người người ta chia sẻ giúp đỡ huấn luyện và đào tạo nhau làm giàu một cách tập thể. Chính vì vậy tất cả những kinh nghiệm về kinh doanh, những cái kỹ năng, những cái kiến thức vân vân chúng ta có thể học hoàn toàn miễn phí được hết, chỉ cần chúng ta có lòng tốt, chúng ta có ham muốn, chúng ta có động lực, chúng ta sẵn sàng trả giá về mặt thời gian để chúng ta học tập, để chúng ta rèn luyện, và chúng ta có khát khao vươn lên, chúng ta ham học hỏi, sẵn sàng thay đổi bản thân, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được. Tiếp theo, đó là cái khả năng mở rộng thị trường và phát triển chiếm lĩnh các thị trường trong và ngoài nước, nó không giới hạn và nó phát triển rất là nhanh. Ví dụ như kinh doanh truyền thống, để trong vòng 1 năm chúng ta phát triển thị trường từ Bắc vào Nam là vô cùng khó khăn, hay là chúng ta mở thêm một cái thị trường mới ở một cái tỉnh hay thành mới là vô cùng khó khăn. Nhưng với Siberia ngày hôm nay, với sự hỗ trợ của Internet, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, với sự hỗ trợ ra đời của Facebook làm thay đổi thế giới, smartphone làm thay đổi thế giới, vân vân, thì cái việc mà chúng ta mở rộng và phát triển chiếm lĩnh thị trường nó sẽ rất là nhanh đấy, và chúng ta có thể tiến nhanh chóng. Kết thúc 2018 chúng ta có thể chiếm lĩnh được phần lớn và hầu hết những cái tỉnh thành trong cả nước, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiến ra châu Á. Thì đây là những cái ưu việt của kinh doanh theo mạng, và thực ra nó còn rất là nhiều những cái ưu việt khác nữa, nhưng chúng ta không có thể có nhiều thời gian chúng ta chia sẻ được, chúng ta sẽ dừng lại ở một số đó. Và điều quan trọng ấy, khi làm kinh doanh theo mạng ấy, mình sẽ biết là mình là ai, đúng không? Bạn là ai ở trong kinh doanh theo mạng? Và chúng ta biết rồi, như ông Robert Kiyosaki, một doanh nhân người Mỹ gốc Nhật Bản, ông ấy đã hoàn toàn tự do vào năm 1000 khi ông 47 tuổi. Ông ấy là một cái nhà đào tạo về làm giàu tuyệt vời nhất trên thế giới này, một trong những nhà đào tạo về làm giàu tuyệt vời nhất trên thế giới này, một trong những doanh nhân vô cùng nổi tiếng và có nhiều cuốn sách mà luôn luôn xếp vào danh danh mục đó là best selling, đó là những cái cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới này. Và ông ấy vô cùng nổi tiếng với bộ sách đó là Dạy con làm giàu, và trong đó thì ông đưa ra cái kim tứ đồ, có nghĩa là có 4 cách kiếm tiền trên thế giới này. Dù bạn làm bất kỳ công việc gì thì tiêu chung lại nó cũng chỉ có 4 cách kiếm tiền. E đó là làm công ăn lương, employee, S là làm tư, B là businessman, làm chủ, và Y đó là investor, đó là làm nhà đầu tư. Vậy thì chúng ta biết rồi, chúng ta làm kinh doanh trên mạng là chúng ta đứng ở góc nào của cái kim tứ đồ này, phải không ạ? Như bên trái chúng ta sẽ thấy ạ, là bên trái kim tứ đồ, you work for money, có nghĩa là bạn làm việc vì tiền, đúng không? Đấy là gì? Còn bên phải kim tứ đồ, cái cung B ấy, đó là money working for you, tức là tiền làm việc cho bạn, và chỉ có tiền làm việc thì mới đẻ ra tiền nhiều, chứ còn làm việc vì tiền thì nó không có nhiều tiền. Và chúng ta biết rồi, chúng ta đang làm ở bên phải kim tứ đồ, có nghĩa là làm chủ cái gì? Đầu tiên là làm chủ chính bản thân mình, làm chủ chính sức khỏe của mình, làm chủ chính thời gian của mình, làm chủ chính công việc của mình, và đặc biệt là làm chủ cuộc đời của mình. Và tiếp đó là làm chủ một cái hệ thống, những con người, một hệ thống, những nhà tiêu dùng, những người tiêu dùng, một hệ thống các cái tư vấn viên, và nó hay cái là chủ của các ông chủ. Đấy là một cái mô hình thực sự là tuyệt vời, đó là một cái mô hình win-win, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều là những người làm chủ hết. Vậy thì mình vô cùng tự hào về cái công việc này, phải không ạ? Tại sao phần lớn, rất là nhiều những cái người làm ở bên trái kim tứ đồ, do họ không hiểu thôi, do họ chưa biết thôi, họ nhìn là những cái ông chủ kinh doanh theo mạng ấy, đôi khi họ nhìn bằng một cái ánh mắt gì đó, nhưng mà cá nhân chúng ta thì sao, thế nên rất là đáng thương, phải không ạ? Bởi vì sao, họ chưa hiểu, họ thì vẫn đang ngày bán thời gian, bán công sức, bán trí tuệ, bán cả cuộc đời để cho người khác quản lý, còn chúng ta thì hoàn toàn ngược lại, phải không ạ? Chúng ta tự quyết định
cái cuộc sống của mình, cuộc đời của mình. Đấy, đó là chúng ta là ai trong cái kim tứ đồ. Và chính vì vậy, khi chúng ta đã xác định đứng bên phải kim tứ đồ, và ông Robert Kiyosaki ông có nói nữa, để bước từ cung bên trái sang cung bên phải kim tứ đồ, có nghĩa là bước từ làm công hoặc là làm tư sang làm chủ, đó là một cái quá trình thay đổi tư duy về chất. Và chúng ta biết rồi, phần lớn tất cả anh em chúng ta, trừ những người đã sinh ra trong những gia đình làm kinh doanh, những gia đình bố mẹ là doanh nhân vân vân, thì cái việc bước sang nó rất là dễ, bởi vì trong tiềm thức đã có những cái thói quen về mặt tiền bạc, thói quen về quản lý tài chính, thói quen về lãnh đạo vân vân. Nhưng phần lớn chúng ta là từ bên trái, là những người làm công ăn lương, bước sang bên phải kim tứ đồ. Cho nên ấy, để có được cái tư duy của người làm chủ, có được những thói quen của người làm chủ, có được những phẩm chất thực sự của người làm chủ, nó cần phải một quá trình thay đổi tư duy về chất mất ít nhất đó là từ 1 cho đến 3 năm. Và khi những cái thói quen này nó thay đổi vào tiềm thức ấy, thì cái việc kinh doanh của chúng ta nó sẽ phát triển vượt bậc. Cho nên anh em chúng ta vô cùng rất là tự hào về chính bản thân mình. Hiện nay chúng ta là những người đang đứng bên phải kim tứ đồ, đúng không? Và những người đứng bên phải kim tứ đồ, các anh chỉ biết là chiếm đến 5% dân số của thế giới thôi, nhưng mà làm sao chiếm 95% tài sản của thế giới. Đấy là một cái sự khác biệt, và đó là cái cuộc đời là sự lựa chọn thôi. Nếu như chúng ta muốn làm việc vì tiền thì chúng ta cứ đứng ở bên trái kim tứ đồ, còn nếu như chúng ta muốn tiền làm việc thì chúng ta phải tiến sang bên phải kim tứ đồ. Nhưng đương nhiên nó cần một cái sự dũng cảm, và đương nhiên nó sẽ cần cái việc mà thay đổi bản thân, học hỏi rất là nhiều hơn bên trái kim tứ đồ. Tiếp theo, kinh doanh theo mạng, và chúng ta sẽ dừng lại ở cái slide cuối cùng. Như Robert Kiyosaki ông viết riêng một cái cuốn sách, đó là ngành kinh doanh của thế kỷ 21, The Business of the 21st Century. Kinh doanh theo mạng là ngành kinh doanh của thế kỷ 21. Tại sao lại như vậy? Đúng không? Nếu anh chị em là chưa đọc cái cuốn sách này thì tôi khuyên anh chị em nên tìm đọc, để chúng ta biết là mình đang đi về đâu, để chúng ta biết là mình đang đi tiên phong, để chúng ta biết là chúng ta đang đón đầu một cái lĩnh vực kinh doanh mà nó có tốc độ phát triển, nó có tốc độ bứt phá rất là mạnh. Đấy là một điều hết sức là tuyệt vời, bởi vì nếu mà đi sau xu hướng thì không bao giờ có thể thành công được. Nếu mà song hành với xu hướng thì cạnh tranh vô cùng khốc liệt, và nếu đón đầu xu hướng hoặc là đi cùng với xu hướng nó đang có tốc độ phát triển rất là mạnh thì cái việc thành công nó sẽ diễn ra, nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Và tại sao Robert Kiyosaki ông lại nói là kinh doanh theo mạng là ngành kinh doanh của thế kỷ 21? Bởi vì cái ngành kinh doanh này ấy, so với kinh doanh nhượng quyền và kinh doanh truyền thống ấy, nó thông minh hơn rất là nhiều, nó hiện đại hơn rất là nhiều, nó cắt đi được rất là nhiều những thứ rườm rà của cái mô hình phân phối trong kinh doanh truyền thống. Và kinh doanh theo mạng ấy, nó là ngành kinh doanh của thế kỷ 21, bởi vì ông nói là nó không phải là cái việc là bán hàng. Cái công việc kinh doanh của network marketing, của kinh doanh theo mạng, đó là giúp đỡ những người khác, giúp đỡ những người khác thay đổi bản thân, giúp đỡ những người khác phát triển, giúp đỡ những người khác biết cách kinh doanh. Và từ cái việc mà giúp đỡ những người khác như vậy, và giúp những người khác đi giúp những người tiếp theo đó, thì chúng ta sẽ giúp được chính bản thân mình. Cái ngành kinh doanh này nó gọi là ngành kinh doanh của thế kỷ 21, bởi vì chúng ta biết rồi, thế kỷ 21 đó là thế kỷ của phân phối chứ không phải thế kỷ của sản xuất. Chúng ta thấy là cái thế kỷ 20 nó là cái thế kỷ thực sự của sản xuất, nhưng ngày hôm nay tiến vào thế kỷ 21 ấy, nó là một cái thế kỷ phân phối. Và kinh doanh theo mạng ấy, khi chúng ta lựa chọn mình là nhà kinh doanh cùng hai hình thức phân phối thôi, thì phân phối trong network marketing, trong kinh doanh theo mạng thì nó thông minh hơn rất là nhiều, nó cắt được rất là nhiều những khâu rườm rà, nó tránh được hàng nhái, hàng giả, nó tiết kiệm được vô vàn nhiều những cái chi phí khác, đúng không? Và nó là kinh doanh của thế kỷ 21 bởi vì nó tận dụng được khoa học công nghệ, đấy là tận dụng được internet, tận dụng được Facebook, tận dụng được các trang mạng xã hội như Zalo, như Viber, rồi rất là nhiều những cái công cụ khác, những cái công nghệ khác để nó giúp cho phát triển. Nó tận dụng được hệ thống máy tính, nó tận dụng để nó giúp quản lý con người, để nó áp dụng được những cái phần mềm phân chia lợi nhuận, vân vân. Cho nên nó thực sự là ngành kinh doanh của thế kỷ 21. Và thực sự thế kỷ 21 nó cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Và ngày hôm nay chúng ta là những con người tiên phong, là những con người đang đi đầu trong cái lĩnh vực kinh doanh này. Và ở Việt Nam thì chúng ta biết rồi,
kinh doanh trên mạng vào Việt Nam mới được từ cuối từ những năm 1999 và những năm 2000, nhưng giai đoạn đấy nó gọi là giai đoạn sơ khai và giai đoạn hoạt động không có luật pháp. Đến năm 2005 khi mà Việt Nam vào gia nhập tổ chức thương mại thế giới thì lúc đó đương nhiên Việt Nam bắt buộc trong luật cạnh tranh phải có một chương cho phép cái ngành kinh doanh theo mạng này đó là một ngành kinh doanh hợp pháp. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chơi một sân chơi toàn cầu, chúng ta không thể chơi theo luật làng được. Cả thế giới người ta đã làm kinh doanh theo mạng bao nhiêu năm rồi, gần 100 năm lúc đó, mà Việt Nam không cho phép không được. Cho nên đương nhiên Việt Nam phải công nhận là kinh doanh theo mạng đó là một ngành kinh doanh hợp pháp. Tuy nhiên bởi vì nó là một ngành kinh doanh hoàn hảo, vì vậy là có rất là nhiều người Việt Nam làm ăn chộp giật, hành động lướt sóng. Đấy, cho nên họ làm, họ biến cái hình thức kinh doanh này, họ làm méo mó nó đi, làm cho người ta vỡ mộng. Đó là một cái ngành kinh doanh có thể kiếm tiền nhanh, vân vân, có thể làm giàu một cách nhanh chóng. Điều đó không có trong cuộc đời này, không bao giờ có một sự đó. Bởi vì chúng ta biết quy luật của sự phát triển nó cần phải có thời gian tích lũy, cái thời gian thay đổi, đúng không? Thay đổi về lượng, thay đổi về chất, vân vân. Và chúng ta vô cùng vui mừng và chúng ta vô cùng tự hào là chúng ta đang làm cái ngành kinh doanh của thế kỷ 21 này, nhưng trong một cái hệ thống đang tham gia nhất Việt Nam, trong một cái hệ thống những con người thực sự có tâm, những con người thực sự có khát vọng, những con người thực sự mong muốn chinh phục, vươn lên. Chúng ta đang hợp tác với một công ty thực sự là chân chính, một công ty có một bề dày 20 năm làm chủ được cuộc chơi của mình đầy đủ tất cả mọi thứ, và chúng ta đứng trên vai cái người khổng lồ đó. Chúng một trong những bí quyết thành công đó là biết đứng trên vai người khổng lồ, và ngày hôm nay chúng ta đang đứng trên hai vai người khổng lồ. Một, đó là ngành kinh doanh theo mạng, nó giúp cho chúng ta tận dụng được những ưu thế như tôi chia sẻ. Và người khổng lồ thứ hai đấy chính là tập đoàn sức khỏe Siberi, họ đã làm một cái bệ phóng rất tốt cho chúng ta, và chúng ta chỉ cần lắp động cơ vào và chúng ta tiến lên. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi những cái điều rất là ngắn gọn, một những cái điều chính như vậy về cái ngành kinh doanh theo mạng này, và chắc chắn không thể khác được, nó sẽ tiếp tục phát triển và ngày càng phát triển. Và ngày hôm nay tôi chỉ kết thúc, tôi nhắc lại một con số, mới cứ 9 người Việt Nam ngày hôm nay mới có một người có mã số trong một công ty kinh doanh theo mạng nào đó. Và anh chị em chúng ta hình dung đến một ngày không thể khác được, nó cũng giống như Thái Lan, nó cũng giống như Malaysia, nó cũng giống như các cường quốc phát triển khác như Nhật Bản, như Hàn Quốc, như Mỹ, vân vân. Đến lúc cứ 7 người Việt Nam có một người có mã số trong các công ty kinh doanh theo mạng, và chúng ta hình dung là nếu như những cái người đó mà phần lớn nằm trong cái mạng lưới, trong cái hệ thống tiêu dùng của chúng ta, thì chúng ta sẽ biết là không biết là cuộc sống của chúng ta chắc chắn là nó rất là tuyệt vời, nó vô cùng tự do, và cái bánh xe cuộc đời nó sẽ rất là tròn tròn vẹn, để ai cũng có sức khỏe, ai cũng có những cái giá trị tinh thần tuyệt vời. Chúng ta giúp đỡ được bản thân và giúp đỡ được rất là nhiều người, được công nhận, được tôn vinh, chúng ta đi du lịch khám phá vòng quanh thế giới, vân vân. Vì vậy là chúc mừng tất cả những anh em, những con người tiên phong trong ngành kinh doanh của thế kỷ 21, và chúng ta tin tưởng một điều tốt đẹp rằng là cái hệ thống S9 của chúng ta nó sẽ phát triển một cách vượt bậc. Chúng ta tin tưởng rằng Siberi sẽ có tên tuổi, sẽ có chỗ đứng thực sự tại thị trường Việt Nam này. Chúc tất cả các anh các chị có một cái buổi tối tiếp theo ấy, là chúng ta có những từ những cái điều phân tích đó thì chúng ta có một cái niềm tin vững chắc, một cái niềm tự hào là chúng ta đang làm một cái ngành kinh doanh của thế kỷ 21. Và xin chào tạm biệt các anh các chị. Tôi tự hào nói rằng tôi là Trương Huy Cường, là thành viên của S69, hệ thống đang tham gia nhất Việt Nam.